Thiên với lại Đương, hai anh em nào? Đậu số 0. Ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc. Cái này phải 8 số 0 rồi. 7 số 0 rồi. Thêm một số 0 nữa. Và Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt. Mình sẽ có 4 logo. Mời con gái. Dạ con chọn số 7 ạ. Số 7, rút số 7. Có nhiều rút nhiều. Nào. Bây giờ là thời gian mình thu hoạch rồi. 3 số 0, 4 số 0. Ống thép hoa sen. Bền vững đến tương lai. Trời ơi khó vậy, rút. 10 triệu đồng. Bây giờ thấy nó cười nó xinh đẹp hơn nè. Nãy khóc thấy thương quá. Rồi chúc mừng con, 10 triệu đồng đầu tiên. Bây giờ chị chọn một logo. Chọn số 4 ạ. Số 4 mở. Chị với Quốc Thiên ở đây. Dạ. Hai chị em ra đây. Logo thứ 2. 3 số 0. 4 số 0, 7, 6 số 0 rồi. Tôi ngoài sen bám dân Việt. 10 triệu. 10 triệu nữa. Tiếp tục, mình vẫn còn nữa mà. Đương. Con chọn số 3. Số 3. Rút số 3. Thiên với lại Đương, hai anh em nào? Đậu số 0. Ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc. Cái này phải 8 số 0 rồi. 7 số 0 rồi. Thêm một số 0 nữa. Và 6. Số 1. Wow. Yeah. 40 triệu đồng. Trời 40 triệu đồng thưa quý vị, tuyệt vời. Bây giờ mình chơi một bản nữa nào. Số mấy? Con chọn số 1. Rút số 1. Đòi ra thứ đấy đi. Đây mẹ cầm dùm đi. Rốc rốc rốc. Khúc này nặng quá nè. Hoa sen hôm. Để em. Rồi thêm một số 0 nữa rồi. Vô. Thêm một số 0 nữa rồi. Rút. Trời ơi. Xây dựng vào đầu. 10 triệu, 10 triệu đồng. 70 triệu đồng. Tuyệt vời. Nào, tất cả chúng ta ra đây. Cảm giác của chị ngày hôm nay thế nào? Rất là vui ạ. Từ hồi đó giờ có bao giờ chị có số tiền này chưa? Dạ chưa ạ. Chị có bao giờ tưởng tượng là buổi sáng chị có số tiền này không? Dạ không nghĩ. Không luôn hả? Còn con gái, con cảm xúc của con ngay lúc này như thế nào, con nói đi. Dạ đầu tiên là con cảm thấy rất là vui và biết ơn tất cả mọi người vì đã hỗ trợ cho gia đình con. Cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng rơi nước mắt và cùng cười với gia đình con. Dạ cảm ơn nhà tài trợ Tôn Hoa Sen. Em Quốc Thiên với chị Hạnh. Dạ em cảm ơn ca sĩ Quốc Thiên và chị Hạnh vì đã cùng chơi trò chơi với em trai của em. Hôm nay em nhận được rất là nhiều tình yêu thương của mọi người. Sau này khi mà em thành công, em sẽ trao lại cái tình thương đấy cho các bạn trẻ mồ côi ạ. Cố gắng. Cô bé này một người rất là hiểu chuyện, rất là phép tắc nhá. Thì anh mong là em và Đương sẽ cố gắng để thành công, để lại chia sẻ lại cho những người sau này em sẽ gặp trong cuộc đời mình, trong hành trình cuộc đời mình. Như thế anh nghĩ là cái cách tốt nó sẽ luôn luôn tiếp diễn và nối nhau thì xã hội nó sẽ tốt đẹp hơn. Ai cũng vui, ai cũng hạnh phúc cả. Không còn gì ngoài là quá là hạnh phúc, quá là vui rồi. Mỗi lần rút ra mà thấy tiền đến là trời ơi cảm rất là vui. Vì đấy là một cái phần mà giúp cho gia đình mình rất là nhiều. Và khi mà đến đây thì con phải cảm ơn chương trình. Và chính con á, là con phải nói lời cảm ơn với lại ba hộ gia đình. Vì nhờ có họ mà con mới được giúp một phần và được san sẻ một phần. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt.